Xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Bành Khuyên Đam Mê Vlog. Nắng khủng khiếp luôn anh em ạ. Hôm nay mình mới lấy lương và mình mới đầu tư phi vụ này đấy anh em này. Nửa cân cào cào cốm anh em nhé. Đây sẽ là chiến lược cốt lõi của mình trong cái mùa sau ấy. Thì nửa cân này thì chắc là một lát nữa thì mình sẽ cho mấy con chim nó ăn một ít à, chắc mỗi con một giọ thôi. Còn số còn lại thì mình sẽ đóng đá anh em ạ. Và mình sẽ bảo quản trong ngăn đá. Tại vì ngoài Bắc mình ấy thì châu chấu nó có theo mùa đấy. Thành ra là không phải lúc nào nó cũng có. Mình muốn cho nó ăn thường xuyên ấy, thì mình phải tích đá thôi anh em ạ. Ở trong Nam có mấy người bạn của mình thì họ có nói là châu chấu thì có quanh năm ấy. Nên phải nói thật là đúng là ở trong Nam nuôi chim sướng cực kỳ luôn. Mọi người thấy cái mẻ châu chấu ấy được không? Đấy, to đẹp luôn nhá. Thì hôm nay mình xin làm một cái clip cuối cùng về cái việc thay lông của cái con chim mộc của mình nhé. Thực ra thì cái quy trình thay lông hay là các cái hướng dẫn, các cái lưu ý trong quá trình thay lông thì mình cũng có nói với cả mọi người rồi. Và nó cũng chỉ là lặp đi lặp lại cái việc đấy thôi. Con chim của mình nó cũng đã chút xong đợt thứ hai rồi. Chắc là nó sẽ chút thêm khoảng vài đợt nữa thì là xong lông. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 rồi. Như vậy đâu đó thì theo dự kiến của mình thì chắc là tầm giữa tháng 9. Giữa tháng 9 thì cơ bản con chim nó cũng gọi là xong lông rồi anh em ạ. Đây, đây là cái sung Mỹ nhà mình nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây cũng là cây sung Mỹ này. Hai quả khác nhau, hai loại quả khác nhau anh em ạ. Ok, để mình quay con chim kia nhá. Đây rồi, cháu nó đây mọi người ạ. Thì mọi người nhìn thấy phân này. Đó. Đây chính là cái công dụng của quả mâm xôi đấy. Thực ra khi mà ăn cái quả mâm xôi vào thì mình thấy là phân nó rất là lỏng. Nhưng mà khi mà dừng ăn quả mâm xôi phát thì mọi người thấy không? Khuôn luôn. Đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng cái quả mâm xôi ấy. Thực ra cũng không phải lần đầu tiên mà lần đầu tiên mình quan sát thôi. Thì mình mới thấy rằng là đúng là cái quả mâm xôi này nó hỗ trợ cho con chim tiêu hóa rất là tốt. Thành ra bây giờ mọi người thấy này, đấy phân khô giòn luôn, lông thì vẫn còn rụng lác đác. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày thứ ba của cái kỳ chút lông thứ hai của con chim này anh em ạ. Thì cái việc này nó cứ sẽ diễn ra lặp đi lặp lại thêm một vài lần nữa thôi là con chim nó sẽ xong lông mọi người ạ. Đó, cho nên là chắc là về cái clip, cái hướng dẫn về cái quy trình thay lông này thì mình sẽ chỉ làm đến cái video này thôi. Và khi nào mà con chim nó hoàn thiện thì mình sẽ quay lại để mọi người so sánh. Lúc đó mình sẽ ghép hai cái video lại nhau ấy, để mọi người sẽ xem là ok cái lúc trước lúc thay lông và sau lúc thay lông con chim nó có cái biến đổi, có cái chuyển biến gì không ấy. Còn bây giờ thì cũng không có gì nhiều, lông con chim thì cũng đang vừa rụng vừa mọc thôi. Đó, mọi người thấy không? Đấy, nó cũng như thế này thôi. Cũng không có gì gọi là lưu ý gì nữa vì mình cũng nói gần hết rồi. À, có một cái điểm, có một bạn ở hôm qua có hỏi trên kênh của mình, bạn ấy tên là Phúc thì phải. Thì bạn ấy có hỏi là cái việc mà nuôi một con chim mà lông khi mà thay xong nó cứ bị xanh xanh ấy và nó không được vàng thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con chim và cái phong độ của cái mùa sau hay không ấy. Thì qua đây thì mình cũng xin trả lời bạn luôn. Tức là về cái độ vàng đẹp của con chim ấy thì nó chỉ là một cái yếu tố về mặt thẩm mỹ thôi. Nếu như mà bạn nuôi con chim thật là tốt, nó vẫn khỏe mạnh bình thường thì nó không bị ảnh hưởng gì đến cái phong độ mùa sau đâu anh em ạ. Có một cái điều cần lưu ý là nếu như cái lông con chim ấy nó không được vàng đẹp nhưng mà nó lại bị không được chắc khỏe ấy, thì đấy chính là cái nguyên nhân mà con chim nó sẽ dễ đảo nha anh em nhé. Vì nhiều khi cái chân lông nó không đủ chắc ấy, nó dãy một cái thôi là nó sẽ bị đảo ngay, điểm ngay. Và mỗi một lần điểm như thế thì con chim nó lại mất cái thời gian để nó căng lại. Thì đấy chính là cái lý do mà mọi người lưu ý về cái vấn đề là cái chế độ nuôi thay lông thôi. Còn ngược lại thì thêm một cái nữa là nếu như mà mọi người cho ăn tốt quá, con chim nó bị béo, thì khi mà bị béo thì nó sẽ bị ì. Con chim đến lúc mà nó đẩy lên lửa lại căng lại thì nó sẽ mất thêm cái thời gian giảm béo nữa. Như vậy con chim nó sẽ lên chậm hơn nhé mọi người nhé. Chỉ cần lưu ý hai cái vấn đề đấy thôi. Còn lại thì bao nhiêu là đủ hay là như thế nào là đủ thì mỗi một con chim nó lại khác nhau. Cho nên là mình rất khó để tư vấn cụ thể chính xác xem thế nào là đủ cho anh em được. Chỉ có anh em tự nuôi và hãy tự cảm nhận thôi. Bởi vì là như thế thì mọi người sẽ có thể cảm nhận nó rõ ràng và nó sắc nét hơn ấy. Chứ nếu như để mình đưa ra cho mọi người một lời khuyên như thế nào đấy thì thú thực là mình không dám đưa đâu. Bởi vì là như thế là nó giống thầy bói xem voi lắm anh em ạ.
Đây mình cho châu chấu vào rồi anh em ạ. Cậu nhìn thấy cậu như bắt được vàng luôn ấy. Lên rỉa loạn hết cả lên anh em ạ. Thì cái giỏ châu chấu này là cái giỏ châu chấu phải gói là rất lâu rồi chim mới được ăn đấy. Lâu lâu lắm rồi đấy, chắc phải hơn tháng rồi. Vì từ khi mà mình cho ăn cái cám thay lông là mình cũng không cho ăn mồi luôn. Đó, hôm nay thì tiện có cái giỏ châu chấu thì mình mới cho cháu nó ăn thôi. Thực tế ra cái mẻ châu chấu này ấy, thì là mình sẽ chờ đến khi nào con chim nó xong xuôi hết lông lá thì mình mới cho ăn, bởi vì mình nhận ra một điều là nếu mà cho ăn châu chấu ấy, cái lông con chim nó khá là xanh anh em ạ, khá là xanh đấy, nên là mình muốn là con chim nó vàng vàng hơn một chút thì mình sẽ hạn chế lại cái việc đó. Còn khi nào con lông lá con chim nó ổn định hòm hòm rồi thì lúc ấy mình sẽ bơm châu chấu vào để kích lửa con chim nhé. Thì bữa mình có thấy có một bạn cũng hỏi mình về vấn đề là sau khi mà con chim xong lông ấy, thì chúng ta cần phải làm những cái gì. Thì mình cũng sẽ xin hẹn mọi người là khi con chim nào của nhà mình nó tròn tròn lông ấy thì mình sẽ làm những cái clip để mọi người có thể theo dõi trực tiếp nhé. Bởi vì bây giờ nếu mà mình nói ấy, thì nó cũng chỉ là cái dạng là mình chia sẻ cái kinh nghiệm thôi, mọi người sẽ khó để mà nhìn thấy được cái kết quả trực tiếp của nó lắm. Nên là mình sẽ hẹn mọi người làm cái video đó ở một cái dịp khác nhé. Rồi, mình thấy là khá đẹp trai rồi anh em ạ. Khá là đẹp trai rồi. Con chim chắc là sẽ rụng thêm một vài lượt nữa thôi là sẽ tròn lông thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Vậy thì cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ đưa ra một cái câu hỏi là thế nào là một cái vụ thay lông thành công. Thì theo quan điểm cá nhân của mình nhé, vụ thay lông thành công đầu tiên ấy là con chim nó sẽ thay được hết lông. Cái vấn đề thứ hai nữa là nó ra được một bộ lông mới, nó phải mướt mát, đẹp, màu sắc phải sáng sủa. Đó. Cái việc thứ ba nữa là cái chất lông của nó, chất lông của con chim, chất lông mới ấy, là nó phải tốt và nó phải chắc chân để con chim nó sẽ không bị cái trạng thái là rụng hay là điểm hay là như thế nào đó. Tức là nó hạn chế lại cái việc đấy anh em ạ. Vì nếu mà cái chân lông nó không chắc nhá, nhiều khi con chim nó dãy mạnh một cái thôi là nó lại bục. Và nó bục thì con chim lại mất thêm cái thời gian để nuôi thêm cái lông mới nữa. Và như thế thì con chim nó sẽ rất lâu được chơi. Cái điểm cuối cùng là con chim nó đừng bị béo. Cái đấy rất quan trọng. Con chim không béo thì nó sẽ lên nhanh anh em ạ. Còn con chim mà nó bị béo mầm quá ấy, nó khá là chậm chạp. Đó. Thì quan trọng nhất là mọi người xem là cái chế độ mình nuôi ra làm sao ấy. Mới cứ quan sát thì nếu mà mọi người thấy là con chim là nó linh hoạt này, khỏe mạnh này, quát tháo nhiều, chuyện trò nhiều này, thì mình cho rằng là như thế là ok. Ok. Và cái lông của nó nhé mọi người nhé, lông của nó đừng bị xù quá. Lông tốt nhất là xong cái nào là phải xong cái đấy. Lông nó phải ôm như con chim này của mình này. Đó, đừng bị xù phe ra hai bên ấy. Thì như thế là con chim như vậy là vụ thay lông nó không được đạt rồi. Nói chung là mình thấy rất phê anh em ạ. Thấy con chim đẹp là thích rồi. Còn nó chơi được đến đâu chịu. Nói chung kệ, đấy là tùy duyên. Cho dù nói gì thì nói, nuôi tốt đến mấy mà con chim mà không đủ hay thì cũng chẳng bao giờ chơi được cả. Còn con chim này của mình thì mình cũng đánh giá nó ở mức độ trung bình khá. Không được đến khá đâu anh em ạ, trung bình khá thôi. Còn về sau nó được đến đâu thì đó cũng là cái may mắn của mình, thì mình sẽ tận hưởng cái may mắn đó thôi. Đấy, ăn mút phê phở luôn, lâu lắm rồi mới được ăn đấy anh em ạ. Ok, clip cũng khá dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.